Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 là ngày hội lớn của những người làm công tác mặt trận nói riêng và của toàn thể thành viên trong ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung. Tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã gửi đến quý vị đại biểu lời cầu chúc tốt đẹp nhất, qua đó kính thưa đại hội giữa Mặt trận Tổ quốc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024 là ngày hội lớn của những người làm công tác mặt trận nói riêng và của toàn thể thành viên trong ngôi nhà đại đoàn kết dân tộc nói chung. Và trong không khí hân hoan phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thời hội nhập, thể hiện ý thức trách nhiệm của Phật giáo nước nhà trên bước đường đồng hành cùng dân tộc, trước hết cho phép tôi thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí cao bản báo cáo chính trị nhiệm kỳ 8-2014-2019 và mục tiêu chương trình 6, 5 điểm chương trình của nhiệm kỳ 9-2019-2024 ban thường trực trình bày tại đại hội, và đồng thời có lời kính chúc quý vị đại biểu thân tâm thường an lạc, dạng sự các tường như ý và an vui hạnh phúc. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Kính thưa đại hội, tập họp vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân là một trong những nhiệm vụ vai trò quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết là chất keo gắn bó tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống, đưa đến sự thành công viên mãn. Hồ Chủ tịch đã từng khẳng định không có thứ vũ khí nào khác có đủ sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù ngoài sự đoàn kết các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo. Chính vì vậy, vấn đề tập hợp đoàn kết và đoàn kết tôn giáo trong thời đại ngày nay chưa bao giờ mất đi ý nghĩa và vai trò quan trọng của nó. Điều này được thể hiện rất rõ qua lời dạy của Đức Phật: này các tỳ kheo, ngày nào chưa đệ tử còn hội họp chung sống trong tinh thần đoàn kết, làm việc trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần đoàn kết, thì nhất định giáo pháp không thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn trước. Mặt trận Tổ quốc từ khi ra đời trải qua chiều dài lịch sử thăng trầm, yếu tố không tách rời đó là đoàn kết và phát huy tinh thần của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, vị trí của Mặt trận Tổ quốc đã trở nên quan trọng trong khối đại đoàn kết, với vai trò tập hợp các tổ chức lại đã làm nên thành công thắng lợi. Đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nó càng trở nên quan trọng hơn. Truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy với những kết quả khả quan. Đó là những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới của đất nước. Nói đến vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo trong các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là vai trò trách nhiệm của Phật giáo đối với đời sống con người trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, bởi vì đây là sứ mạng cao cả của Đạo Phật và cũng chính là trách nhiệm thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam trong mọi thời đại. Vai trò hộ quốc an dân của Phật giáo trong các hoạt động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đó là vai trò trách nhiệm của Phật giáo đối với đời sống con người trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, bởi vì đây là sứ mệnh cao cả của Đạo Phật và đây cũng chính là trách nhiệm thiêng liêng của Phật giáo Việt Nam trong mọi thời đại. Chúng tôi thấy rằng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài rất hướng về đất nước, rất mong gìn giữ cái cội nguồn bản sắc của dân tộc, văn hóa, mà đặc biệt là những người tín đồ theo Đạo Phật, một cộng số lớn là của dân tộc Việt Nam mà đang sinh sống ở nước ngoài. Do đó, các vị rất là đón mừng và mong muốn cái hình ảnh của các vị tăng sĩ sang hoằng pháp ở hải ngoại, thì chúng tôi đã một phần nào đóng góp được một cái tích cực trong việc tuyên truyền chính pháp, cũng như là thăm hỏi, động viên và cổ vũ, trợ giúp cho kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Đây cũng là góp một phần trong an sinh xã hội, cũng là mục tiêu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra ở trong đại hội này.
Sau 4 phiên làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 đã thực hiện được cơ bản những nhiệm vụ theo chương trình được Đại hội thông qua. Chiều nay ngày 20 tháng 9, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 long trọng tổ chức phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đại diện một số cơ quan ngoại giao. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự. Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thạch Sóc San, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Quảng Xả, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, cùng chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng Trị sự, chư Tôn Đức lãnh đạo Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước đồng tham dự. Tại phiên bế mạc, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận và thảo luận tại đại hội. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin được tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, những nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đoàn Chủ tịch sẽ đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 tổng hợp và gửi kiến nghị đến các cơ quan. Những nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đại hội giao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 tiếp thu cụ thể và triển khai thực hiện trong chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm để triển khai thực hiện trong hệ thống mặt trận. Trên đây là báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia góp ý và báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019-2024. Xin kính chúc đại hội sức khỏe, xin trân trọng cảm ơn. Đại hội đã nhận được 104 bản báo cáo tham luận của các địa phương, tổ chức, thành viên, cá nhân tiêu biểu. Đã có 107 ý kiến phát biểu tại đại hội. Trong đó, đã có 18 ý kiến phát biểu tại hội trường, 89 ý kiến phát biểu tại 5 trung tâm thảo luận và nhiều ý kiến góp ý thông qua văn bản. Hầu hết các báo cáo tham luận được chuẩn bị có chất lượng. Tại các phiên thảo luận, đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, phát biểu thẳng thắn, khách quan, nhiều ý kiến tâm huyết và trách nhiệm. Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiệt tình hưởng ứng các chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình thương binh liệt sĩ, những người có công với cách mạng, đóng góp sức tiền của xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, nuôi dưỡng người già có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, mở phòng khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi, tham gia hiến máu nhân đạo, tham gia hoạt động từ thiện xã hội, cứu trợ lũ lụt, hạn hán, tổng số tiền hàng năm trên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Với những kết quả đạt được dù vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, nhưng điều này đã nói lên rằng Phật giáo là một trong những tổ chức đi đầu trong các công tác từ thiện xã hội, đặc biệt trong đó công tác giáo dục đạo đức nhân cách cho con người có duyên với Đạo Phật, bảo tồn và làm thăng hoa bản sắc văn hóa dân tộc, nhiệt tình hưởng ứng công tác tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, trồng cây cây rừng, phủ trọc các đồi, v.v. góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, xây dựng các ngôi chùa ở biên giới, các ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa, cửa dư tăng trụ trì cùng các chiến sĩ ngày đêm bảo vệ biển đảo biển thân yêu của Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Đặc biệt là đã có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát phản biện xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, gia đình văn hóa. Các ý kiến đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung một số nội dung, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024.
Đại hội đã hiệp thương cử 374 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024, 11 vị khuyết sẽ được bổ sung trong nhiệm kỳ. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9 đã hiệp thương cử 62 vị tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Thay mặt ban tổ chức đại hội, ông Trần Thanh Mẫn đã phát biểu bế mạc đại hội. Thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta nguyện tiếp tục thấm nhuần lý tưởng cao đẹp của người, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với quyết tâm cao, khí thế mới, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 tin tưởng sâu sắc rằng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những quyết sách đúng đắn hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do điều kiện tuổi tác, sức khỏe, do thay đổi công việc, yêu cầu công tác, có 114 vị không tiếp tục tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 xin trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp của các cụ, các vị đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy không trực tiếp tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhưng với kinh nghiệm, uy tín của mình, Đại hội tin tưởng và mong muốn các cụ, các vị sẽ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội khép lại trong tinh thần đại đoàn kết và đại thành công.